Quốc gia có nhiều màu sắc nhất thế giới khi trộn lại với nhau sẽ như thế nào? Với tổng cộng khoảng 12 màu trên quốc kỳ này, khi trộn chúng lại với nhau thì nó sẽ ra màu gì? Hãy để lại comment đây là quốc gia nào. Và đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như comment quốc kỳ mà bạn yêu thích.